mùa thu ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân thị xã thông qua dự thảo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn kết nạp 1.165 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 1.390 đồng chí. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu của thị xã Nghi Sơn có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị. Qua 6 năm thi hành luật, công tác hòa giải ở cơ sở đã đi vào nền nếp, hiệu quả và tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, với tư cách là một phương thức để giải quyết tranh chấp, xung đột trong đời sống nhân dân. Qua đó, những phát sinh tại cơ sở được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện ra cơ quan nhà nước vượt cấp.
nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tính đến cuối năm 2019, cả nước có trên 96.000 tổ hòa giải được thành lập, với hơn 600.000 hòa giải viên. Mỗi tổ trung bình có từ 5 đến 7 thành viên. 6 năm qua, từ năm 2014 đến năm 2019, các tổ hòa giải trên cả nước đã tiến hành hòa giải 875.000 vụ việc, hòa giải thành công 708.000 vụ, đạt tỷ lệ hơn 80%. Kết thúc hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò của công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Ban Dân vận các cấp huy động nguồn lực hướng dẫn hòa giải viên về kỹ năng dân vận khéo trong quá trình hòa giải, đẩy mạnh lồng ghép việc thực hiện công tác hòa giải với các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo về Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phòng Tài chính Kế hoạch Thị xã thông qua dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2021 và Dự toán Thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách Địa phương năm 2021. 6 tháng đầu năm, thị xã Nghi Sơn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nắng nóng kéo dài, dịch cúm gia cầm ảnh hưởng đến sản xuất và chăn nuôi. Toàn thị xã tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Song, được sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 16%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 3,56%, công nghiệp xây dựng tăng 17,5%, dịch vụ tăng 6%. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, đã từng bước tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng kéo dài. Hoạt động tài chính đạt được kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 787 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đạt 760,6 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Trên cơ sở kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra năm 2021 đó là tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 19,8%, sản lượng lương thực đạt 50.000 tấn, tổng đàn trâu bò 20.000 con, đàn lợn 50.000 con, đàn gia cầm 650.000 con, khai thác nuôi trồng thủy sản đạt 34.000 tấn, thu mua chế biến 125.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, thu ngân sách nhà nước hơn 1.165 tỷ đồng, xây dựng 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới từ 2% trở lên, giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 95%, 75% khu dân cư, xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến để bổ sung hoàn thiện hai dự thảo báo cáo trên. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban ngành trên cơ sở đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo trước khi ban hành chính thức. Đồng chí Chủ tịch thị xã đề nghị các ban ngành cần tiếp tục tăng cường các biện pháp chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại đã được xác định trong năm 2020.
Ngày 15 tháng 7, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách ở hai xã Anh Sơn và Ngọc Lĩnh. Tại các gia đình tới thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các thương bệnh binh, gia đình chính sách. Đồng chí cũng mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc. Cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Bớp, các thương binh, nạn nhân chất độc da cam ở xã Hải Hà và các gia đình chính sách ở xã Nghi Sơn. Đến thăm các gia đình, đồng chí Trưởng Công an thị xã bày tỏ sự biết ơn của Đảng, Nhà nước trước những hy sinh mất mát của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trưởng Công an thị xã cũng mong các gia đình động viên con cháu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Tĩnh Gia, nay là Đảng bộ thị xã Nghi Sơn, đạt kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng được nâng lên. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo tinh thần nghị quyết số 12 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới. Đổi mới triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình kế hoạch hành động, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chất lượng, viết bài thu hoạch sau học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, đặc biệt là đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực, hiệu quả, có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên đạt kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.705 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng cho 1.718 đảng viên mới. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được chú trọng, biên soạn, tái bản, phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Tĩnh Gia 1930-2020. 100% xã phường và 5 cơ quan đơn vị biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ, hoàn thành dự án mở rộng khu di tích lịch sử cách mạng Đảng bộ huyện tại phường Tân Dân giai đoạn 1. Công tác củng cố xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương của tỉnh về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng. Đến nay, Đảng bộ thị xã có 59 tổ chức cơ sở đảng với trên 11.000 đảng viên, 100% các thôn đều có chi bộ đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.165 đảng viên mới. Công nhận đảng viên chính thức cho 1.390 đồng chí, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Chiều 14 tháng 7, tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với thị đoàn Nghi Sơn và công ty xi măng Long Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Nguyễn Thị Thanh Tâm ở thôn Liên Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn.
Dự buổi lễ có đại diện tỉnh đoàn, công ty xi măng Long Sơn, các đồng chí trong ban thường vụ thị đoàn, lãnh đạo đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể phường Hải Thượng và thôn Liên Hải. Em Nguyễn Thị Thanh Tâm hiện là học sinh lớp 5 trường tiểu học Hải Thượng, có hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời cách đây 3 năm. Bốn mẹ con em phải ở trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, rột nát và đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em vẫn luôn phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt của trường. Để kịp thời động viên, sẻ chia những khó khăn cùng gia đình em, tỉnh đoàn Thanh Hóa, thị đoàn Nghi Sơn, công ty xi măng Long Sơn đã quyết định triển khai xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà có diện tích gần 100m², mái lợp tôn, nền lát gạch đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí 149 triệu đồng. Trong đó, công ty xi măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, số kinh phí còn lại là do anh em, hàng xóm láng giềng, các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường giúp đỡ gia đình về ngày công. Tại buổi lễ, lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Hải Thượng, thị đoàn Nghi Sơn và các tổ chức đoàn thể của thôn Liên Hải đã trao tặng gia đình nhiều thiết bị thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và việc học tập của em Nguyễn Thị Thanh Tâm. Qua đó giúp em có thêm nghị lực để vượt lên khó khăn, vươn lên đạt được nhiều thành tích trong học tập. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội đảng các cấp của thị đoàn Nghi Sơn. Tiếp nối với hoạt động trao học bổng cho học sinh sinh viên khó khăn vươn lên học tập tại ba phường Hải Yến, Mai Lâm và Tĩnh Hải, trong khuôn khổ chương trình học bổng Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn năm học 2019-2020. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn tiếp tục thực hiện trao học bổng tới các học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tại các trường trên địa bàn 7 xã phường Mai Lâm, Hải Yến, Tĩnh Hải, Nguyên Bình, Hải Thượng, Hải Hà và Nghi Sơn. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đã trao 74 suất học bổng cho 74 em học sinh xuất sắc, mỗi khối lớp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn thực hiện chương trình học bổng dành cho học sinh sinh viên tại các xã phường có đất bị thu hồi hoặc lân cận nhà máy nhằm san sẻ bớt những khó khăn đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục vươn lên đạt được nhiều kết quả trong năm học mới 2020-2021. Vừa qua, tại sân bóng đá nhân tạo xã Hải Yến, công ty HTQ tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá Tĩnh Gia mùa bóng 2019-2020. Giải bóng đá được khai mạc vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 với sự tham gia của 10 đội bóng trên địa bàn. Trải qua hơn 8 tháng thi đấu, với 90 trận đấu, giải bóng đã kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2020. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời trao 6 giải cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong giải đấu. Trong đó, FLC Ba Làng đạt danh hiệu vô địch. Qua giải đấu, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn sẽ chọn đội có thành tích xuất sắc nhất để tham dự Cúp Halida Thanh Hóa mở rộng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Hải Bình là phường có tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế biển, chiếm tới hơn 70% tỷ trọng kinh tế của địa phương. Hiện nay, toàn phường có 215 tàu thuyền, tăng 7 phương tiện so với năm 2019. Trong đó, phương tiện khai thác là 125 tàu, phương tiện thu mua là 90 tàu. Trong 6 tháng đầu năm 2020, phường Hải Bình khai thác và thu mua chế biến với tổng sản lượng được gần 30.000 tấn hải sản các loại. Trong đó, khai thác được 2.200 tấn, thu mua ước đạt 21.100 tấn, chế biến được 5.500 tấn. Để thúc đẩy kinh tế biển và các nghề hậu cần nghề biển phát triển, cấp ủy chính quyền phường Hải Bình luôn tạo mọi cơ chế chính sách cho ngư dân như về nguồn vốn vay, hỗ trợ đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, tìm kiếm thị trường để giới thiệu các sản phẩm của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7, trên địa bàn thị xã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người, hư hỏng 3 xe ô tô và 1 xe mô tô. Trong thời gian này, đội cảnh sát giao thông công an thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, không có bảo hiểm, xe ô tô vi phạm kích thước thành thùng, xe chở quá trọng tải. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an thị xã phát hiện 236 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp, tạm giữ phương tiện 8 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 100 triệu đồng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn tuyên truyền ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. 1. Nhận biết doanh nghiệp kinh doanh đa cấp không phép. Để tránh tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, người dân cần lưu ý các dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp bất hợp pháp. Thứ nhất, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp không có giấy chứng nhận hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp. Theo quy định, hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp rồi mới được cấp phép hoạt động. Do đó, khi được giới thiệu tham gia vào bất cứ doanh nghiệp kinh doanh đa cấp nào, người tham gia cần kiểm tra xem doanh nghiệp đó có được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hay không. Thứ hai, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa. Theo quy định hiện hành, hoạt động bán hàng đa cấp chỉ được phép thực hiện đối với đối tượng là hàng hóa. Tất cả các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không phải là mua bán hàng hóa đều không được pháp luật cho phép. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả lương dựa trên mô hình đa cấp với một số hình thức có thể kể đến như mua bán tiền điện tử, kinh doanh dịch vụ giáo dục, kêu gọi đầu tư các dự án. Trong đó, người đầu tư được trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp. Các hình thức này là hình thức bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. Do đó, người dân cần thận trọng tránh tham gia vào những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này để hạn chế các rủi ro không đáng có. 2. Nhận biết doanh nghiệp kinh doanh đa cấp có giấy phép nhưng bán hàng bất chính. Thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng trong quá trình tổ chức hoạt động có hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Người dân cũng cần lưu ý những dấu hiệu nhận diện của hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Thứ nhất, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính thường dụ dỗ người tham gia bỏ ra một khoản tiền để gia nhập hệ thống, xem như là chi phí làm thủ tục, tiền đặt cọc, yêu cầu mua một lượng hàng nhất định, thường là sản phẩm với giá đắt hơn giá thị trường hoặc gói sản phẩm theo mức giá cố định. Việc thu được khoản tiền này từ người bị dụ dỗ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính sẽ thu được một khoản tiền từ người bị dụ dỗ mà không mất chi phí gì. Nếu sau đó người này không có tiếp tục tham gia dụ dỗ người khác thì cũng khó có thể đòi lại được khoản tiền này. Đồng thời, việc này sẽ khiến người mất tiền bị lệ thuộc vào công ty, dẫn đến tình thế buộc phải lôi kéo, dụ dỗ nhiều người khác tham gia để bản thân được hoàn lại tiền. Thứ hai, cho người tham gia nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng, giới thiệu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, hoa hồng này không phải là thành quả của hoạt động bán hàng mà xuất phát từ tiền của người mới bị dụ dỗ tham gia. Do đó, nếu được giới thiệu tham gia hệ thống bán hàng đa cấp nào đó, chính sách trả hoa hồng cho việc tuyển dụng, bạn cần đề phòng bởi đó là dấu hiệu của bán hàng đa cấp bất chính. Bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng, người bán hàng được hưởng hoa hồng từ kết quả bán hàng của mình và kết quả bán hàng của mạng lưới người tham gia phía dưới mình, chứ không phải nhận hoa hồng từ việc tuyển dụng. Thứ ba, nói quá thông tin để dụ dỗ người khác tham gia. Việc nói quá này thể hiện về các hình thức khác nhau như nói quá về cơ hội làm giàu, nói quá về công dụng sản phẩm, nói quá về quy mô, sức mạnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, các doanh nghiệp đa cấp này không có hàng hóa. Các doanh nghiệp đa cấp bất chính chỉ tập trung vào tuyển dụng người mới để thu tiền mà không quan tâm đến mua bán hàng hóa. Do đó, họ thường không có hàng hóa hoặc có nhưng chỉ là hàng hóa giá rẻ, thô sơ để làm bình phong cho hoạt động thu tiền. Các doanh nghiệp này thường dụ dỗ người tham gia nộp tiền, xuất hóa đơn nhưng không giao hàng. Để ngụy trang cho việc này, họ thường cho người tham gia ký vào các giấy tờ như phiếu gửi lại hàng, phiếu xuất kho khống hoặc đóng dấu đã nhận hàng và hóa đơn xuất cho người nộp tiền. Sau một thời gian, người nộp tiền không được trả hoa hồng như hứa hẹn, muốn đến đòi lại tiền nhưng không thể đòi lại được vì giấy tờ thể hiện họ đã nhận hàng hoặc việc người mua bán đã được thực hiện trên cơ sở thuận mua vừa bán. Dù đắt
nhưng người mua đã đồng ý bỏ tiền mua nên không thể đòi lại được. Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021, trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí thông báo tuyển sinh vào lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2020-2021 như sau. 1. Chỉ tiêu, phạm vi và đối tượng tuyển sinh. Chỉ tiêu, năm học 2020-2021, trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí tuyển sinh 9 lớp, trong đó 3 lớp 1, 90 học sinh, 3 lớp 2, 90 học sinh, 3 lớp 6, 120 học sinh. Phạm vi, học sinh trong toàn thị xã. Đối với lớp 1, học sinh đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi, trong độ tuổi quy định tại điều lệ trường tiểu học, có nguyện vọng học bán trú tại trường. Đối với lớp 2, học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 1 của tiểu học, trong độ tuổi quy định tại điều lệ trường tiểu học, có bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 1, các môn toán, tiếng Việt đạt từ 8 điểm trở lên, có nguyện vọng tham gia các hoạt động giáo dục 2 buổi trên ngày và học bán trú tại trường. Đối với lớp 6, học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi quy định tại điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 3, lớp 4, lớp 5, các môn toán, tiếng Việt đạt từ 8 điểm trở lên. 2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Đối với lớp 1, đơn xin dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, kết quả hội thi bé khỏe, bé tài năng nếu có, bản gốc giấy khen lớp 4 tuổi và lớp 5 tuổi, giải thưởng cấp huyện, thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia nếu có. Đối với lớp 2, đơn xin dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, bản gốc giải thưởng cấp huyện, thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia nếu có, bản chính học bạ lớp 1 tiểu học. Đối với lớp 6, đơn xin dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, kết quả giao lưu câu lạc bộ nếu có, bản gốc giải thưởng cấp huyện, thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia nếu có, bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. 3. Phương thức tuyển sinh, xét tuyển. Lớp 1 và lớp 2, xét hồ sơ. Lớp 6, xét hồ sơ và kiểm tra năng lực nếu số học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh. 4. Thời gian thu hồ sơ từ 7:30 đến 11:00 ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến 24 tháng 7 năm 2020. Hiệu trưởng Hồ Đoan Trang. Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo xét tuyển học bạ trung học phổ thông và đại học hệ chính quy năm 2020. Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng củng cố chất lượng, đội ngũ giảng viên, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội nhằm thực hiện tốt sứ mạng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch cho cả nước. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2020, nhà trường thông báo xét tuyển học bạ trung học phổ thông vào đại học hệ chính quy cụ thể như sau. 1. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, cả hình thức giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 2. Phạm vi tuyển sinh, cả nước. 3. Phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông theo điểm trung bình tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc trung học phổ thông gồm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Đối với các ngành có môn thi năng khiếu, ngoài các môn xét tuyển, nhà trường tổ chức kiểm tra năng khiếu hoặc tiếp nhận kết quả kiểm tra năng khiếu của thí sinh từ các cơ sở giáo dục đại học khác. 4. Danh mục 17 ngành đào tạo của trường bao gồm 1. Du lịch 2. Quản lý khách sạn 3. Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 4. Ngôn ngữ Anh 5. Giáo dục mầm non 6. Sư phạm âm nhạc 7. Sư phạm mỹ thuật 8. Thanh nhạc 9. Thiết kế đồ họa 10. Thiết kế thời trang 11. Quản lý văn hóa chuyên ngành quản lý và tổ chức sự kiện 12. Thông tin thư viện 13. Công tác xã hội 14. Quản lý thể dục thể thao 15. Quản lý nhà nước 16. Luật 17. Công nghệ truyền thông. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa,
học bạ trung học phổ thông, bản photo công chứng, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp, bản photo công chứng, 4 ảnh cỡ 3x4, 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận, bản sao giấy khai sinh, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên nếu có. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến ngày 30 tháng 8 năm 2020. Địa điểm thu hồ sơ đăng ký xét tuyển: Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, thị xã Nghi Sơn, điện thoại 0962 381 222. 5. Học phí. Theo quy định hiện hành, các ngành sư phạm được miễn học phí. Đặc biệt, trong học kỳ 1 năm học 2020-2021, nhà trường miễn giảm học phí từ 30 đến 70% cho từng đối tượng. Đối với nhóm ngành du lịch dịch vụ, nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, địa chỉ 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, số điện thoại 0973 090 753, thời tuyến. Honda Hưng Phát là hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, có thương hiệu uy tín hơn 10 năm trên thị trường. Honda Hưng Phát nay đã có mặt tại thị xã Nghi Sơn với cửa hàng Honda Hưng Phát 7 tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, đối diện Vincom Vĩnh Gia cũ. Từ nay đến 15 tháng 7 năm 2020, khách hàng khi mua xe Honda Winner X sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn như sau: giảm giá trên 8 triệu đồng, trả góp không mất lãi suất, trả trước chỉ từ 8 triệu đồng, tặng bộ phụ kiện và mũ bảo hiểm chính hãng trị giá lên đến 3 triệu đồng, tặng thêm phiếu giảm giá 1 triệu đồng khi làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe, tổng giá trị quà tặng lên đến 12 triệu đồng. Đặc biệt, Honda Hưng Phát đang triển khai chương trình thay dầu miễn phí dành cho dòng xe Winner và Winner X. Nhanh chân lên quý vị ơi, Honda Hưng Phát hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Cao Thanh, Trần Huệ. Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.